tìm được thi thể một nạn nhân kẹt trong hầm khai thác vàng. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 8 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong 3 người mắc kẹt dưới hang Kịt. Trưa 8 tháng 6, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước, Thanh Hóa đã trực tiếp tổng chỉ huy tại hiện trường cứu hộ cứu nạn 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước. Lúc 2 giờ ngày 8 tháng 6, lực lượng cứu hộ, người thân các nạn nhân tiếp cận được cửa hang. Khi xuống hang khoảng 30 mét, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân đầu tiên là ông Bùi Văn Mẫn lên trên. Hiện lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn gồm các chiến sĩ thuộc binh chủng hóa học, công binh cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ các ngành chức năng của tỉnh, huyện đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong hang Kịt. Ông Lương Ngọc Đan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cao cho biết nhiều năm nay khu vực khai thác vàng ở quần thể hang Kịt đã bị cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã giải tỏa, đốt lán trại, đánh sập cửa hang nhiều lần. Tuy nhiên, thời gian gần đây lại xuất hiện tình trạng nhiều người đến khu vực hang Kịt khai thác vàng trái phép. Trong hang Kịt, người khai thác vàng trái phép đào thành nhiều nhánh hang có độ sâu so với mặt đất từ 300 đến 400 mét, cửa hang Kịt lại rất nhỏ, chỉ đủ lọt một người xuống lòng hang nên công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo thông tin ban đầu, trước ngày 5 tháng 6, các ông Bùi Văn Mẫn, 42 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình và Khà Văn Huyền, 34 tuổi, trú tại xã Phù Hưu, huyện Mai Châu, Hòa Bình, đi xuống hang nước thuộc quần thể hang Kịt. Khi hai người vừa xuống hang thì bị ngạt khí độc. Ông Mẫn khỏe hơn nên bò lên cửa hang hô hoán mọi người xuống cứu Huyền. Lúc này, ông Phạm Văn Dũng, 54 tuổi, trú xã Lâm, huyện Bá Thước, nghe tiếng kêu cứu xuống hang để cứu hai người. Tuy nhiên, do nồng độ khí độc tại hang rất lớn nên cả ba đều bị kẹt trong hang, nghi đã tử vong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.